huyết áp bằng cần tây. Không chỉ là nguyên liệu dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, cần tây còn mang lại rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nên có khả năng phòng chống một số bệnh nguy hiểm, đặc biệt là chứng huyết áp cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tăng huyết áp ảnh hưởng đến sức khỏe của hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới và là yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất liên quan đến bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não và bệnh thận mãn tính. Những người bị huyết áp thấp không nên dùng cần tây. Không nên giữ rau cần tây trong tủ lạnh quá 2 tuần vì chất fenicomelan trong cần tây sẽ tăng gấp 25 lần, có thể gây ung thư. Rau cần tuy giúp giữ vững phong độ của các đấng mày râu, nhưng nếu lạm dụng sẽ gây hiệu quả ngược lại sự mong muốn. Người ta đã xác định trong 100g lá cần tây có chứa đến 6,3% protein, 0,6% lipid, 2,1% chất khoáng tố vi lượng như calcium, phosphor, sắt. Quả chứa tinh dầu có mùi thơm, limonin và các chất chuyển hóa cinnamic acid. Ngoài những khoáng tố, sinh tố và chất dinh dưỡng, cần tây còn chứa một tỷ lệ lớn chất kích thích tố và tinh dầu nên có mùi thơm đặc trưng và mạnh mẽ. Hạt rau giúp chống đầy hơi, sình bụng, kích thích sự bài tiết, làm tăng lượng nước tiểu và đặc biệt làm gia tăng sự ham muốn tình dục. Vì rất giàu các chất có hiệu lực nên cần tây còn có một tên gọi khác là Seri, theo nghĩa Latin là tác động nhanh. Trị chứng huyết áp cao. Cần tây chứa canxi, sắt, phosphor, rau protein gấp đôi so với các loại rau khác, nhiều axit amin tự do, tinh dầu, mannitol, inositol, nhiều loại vitamin giúp tăng cảm giác thèm ăn, xúc tiến tuần hoàn máu, tăng cường khả năng miễn dịch và bổ não. Trong cần tây có chứa chất hóa học tự nhiên apergenin giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rau cần có tác dụng hạ huyết áp rõ rệt, thời gian duy trì tùy theo liều lượng nhiều hay ít và trên từng đối tượng. Cách dùng: rau cần tây sắc lấy nước uống hàng ngày, chia 3 lần, uống đến khi thấy huyết áp ổn định. Hoặc dùng rau cần tươi dã vắt lấy nước, thêm một ít mật ong và đường mạch nha, lượng như nhau, đem đun nóng ấm và uống ngay, cũng cho kết quả hạ huyết áp rõ rệt. Cần tây dùng cả thân 50g, thái khoảng đốt ngón tay, đổ 3 bát con nước, sắc lấy 1 bát, uống ngày 3 lần như vậy. Sau một thời gian ngắn, huyết áp sẽ ổn định. Bổ thận, hạ huyết áp. Rau cần tây 100g, thịt lợn nạc 100g, nước luộc gà 300ml, nấm hương 30g, dâu 10g, hành 10g, gừng 5g, muối, dầu vừa đủ. Cho dầu vào chảo nóng phi thơm gia vị rồi cho các vị còn lại cùng nước luộc gà. Đun nhỏ lửa 20 phút, chia làm 2-3 lần ăn trong ngày. Chữa mỡ trong máu cao. Cần tây và táo đen đem sắc nước uống hàng ngày thay nước chè. Sau 1 tháng, lượng mỡ trong máu sẽ giảm xuống rõ rệt. Mặt khác, nhờ trong cần tây có hàm lượng magie và sắt cao, nên uống dung dịch ép rau cần và cà rốt mỗi ngày rất hiệu quả trong điều trị các chứng bệnh thiếu máu, bệnh Hodgkin, các chứng xuất huyết. Dùng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, bất động. Lấy rau cần tây tươi giã nát uống, kết hợp với điều trị tây y hay phục hồi chức năng là rất tốt. Trong rau cần tây có chứa nhiều canxi, sắt, phosphor, giàu protein và đều gấp đôi các loại rau khác. Các axit amin tự do ở cần tây cũng nhiều. Tinh dầu, mannitol, inositol và các vitamin sẽ giúp tăng cảm giác thèm ăn, xúc tiến tuần hoàn máu và bổ não. Trị bệnh gút. Sự có mặt của chất kiềm trong cần tây có tác dụng trung hòa các chất axit. Nhờ đó rau cần có thể hỗ trợ chữa được các bệnh do axit tăng cao trong máu như ure huyết cao, nhiễm trùng máu, bệnh phong thấp và bệnh gút. Bệnh đường hô hấp. Hạt cần tây có tác dụng giảm co thắt nên được dùng chữa hen suyễn, viêm phế quản, viêm màng phổi và bệnh lao phổi. Ngừa sỏi thận. Ăn rau cần tây có thể giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Trị bệnh đi tiểu nước đục như sữa. Cách bào chế và dùng rễ cần tây cắt sát gốc thân. Tốt nhất có đường kính từ 2cm trở lên, nếu nhỏ hơn thì phải lấy tăng lên. Mỗi lần dùng 10 bộ rễ, rửa sạch cho vào 500ml nước đun sắc nhỏ lửa cho tới khi cạn, còn khoảng 200ml thì lấy để uống. Mỗi ngày cần uống 2 lần vào buổi sáng, tối, lúc bụng đói. Kết quả rất công hiệu. Uống thuốc từ 3-7 ngày nước tiểu trở lại hoàn toàn trong. Chữa mất ngủ. Lượng chất kiềm trong cần tây có công dụng chữa những người đang mắc chứng mất ngủ có thể ngủ ngon hơn. Khoáng chất này làm cho hệ thần kinh êm dịu lại, giảm bớt sự căng thẳng và lo âu, giúp xương chắc khỏe. Loại rau này là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào.
cùng với nhiều canxi và magie rất có ích cho quá trình tạo xương và giúp các khớp luôn khỏe mạnh. Cần tây còn chứa polyacetylene, một chất kháng viêm, vốn có khả năng làm giảm sưng và đau xung quanh các khớp xương. Làm lợi tiểu. Hàm lượng kali và natri trong cần tây sẽ chịu trách nhiệm về khả năng giúp lợi tiểu. Chúng kích thích cơ thể sản xuất nước tiểu và điều chỉnh lượng chất lỏng trong cơ thể bằng cách loại bỏ lượng nước thừa. Trị táo bón. Từ xa xưa, cần tây đã được dùng làm thuốc nhuận tràng. Chúng làm dịu các dây thần kinh vốn đã hoạt động quá mức do các loại thuốc nhuận tràng nhân tạo, nhờ đó làm nhẹ chứng táo bón một cách tự nhiên. Chữa vàng da. Xào 150g cần tây với 15g dạ dày lợn, ăn liên tục trong 1 tuần đến 10 ngày sẽ thấy hiệu quả. Chữa bệnh viêm gan mạn. Dùng rau cần tây xào ăn hoặc sắc lấy nước uống liên tục trong nhiều ngày, nhiều tháng. Chữa cảm cúm. Ăn cần tây với cháo nóng hoặc ăn sống, nấu canh, xào. Chữa trị viêm miệng, họng. Cần tây 30g rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước. Thêm vài hạt muối tinh, súc miệng ngày 3 lần. Hoặc có thể nuốt từ từ càng nhanh khỏi.